Có ai tự học IELTS tại nhà giống mình không ta? Hello mọi người, lại là Khuôn Linh đây. Sau một thời gian dài tìm hiểu thì mình cũng quyết định gửi gắm kiến thức cho khóa học I Can IELTS của tập đoàn Galaxy Education, một nhánh nhỏ của Galaxy Media and Entertainment, chuyên hợp tác và sản xuất ra nhiều bộ phim đình đám. Khóa học này sử dụng theo phương pháp LIPE, tức là Learning, Interaction, Practice and Exam. Thay vì phải ghi chép bài vở rất nhiều, chương trình sẽ gói gọn tất cả các kiến thức lý thuyết dưới dạng video bài giảng, thời lượng trung bình từ 20 đến 30 phút trên một bài. Học viên sẽ học video bài giảng này dưới sự giám sát của cô giáo cố vấn học tập bên ngoài. Có nội dung nào chưa rõ, bạn có thể đặt câu hỏi yêu cầu cô giáo giải đáp nha. Trung bình một tuần một buổi, các bạn sẽ được tương tác hai chiều với giáo viên chuyên môn IELTS 8.0 trở lên. Ngoài ra còn có kiểm tra đánh giá kết quả học tập định kỳ 5 tuần một lần để định hướng lại lộ trình học của mọi người. Còn điều mình thích nhất ở khóa học này là nó có cam kết bằng hợp đồng đào tạo để đảm bảo đầu ra. Chúng mình sẽ được đào tạo lại cho đến khi đạt kết quả cam kết nha. Còn giờ thì mình xin cáo từ...